được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Úc Thanh Vân chia sẻ clip tập nhảy cùng Mai Phương thương hồng nhan đa tài vắng số. Những kỷ niệm về Mai Phương được cô bạn thân Úc Thanh Vân chia sẻ khiến cư dân mạng tưởng nhớ về nữ diễn viên quá cố. Đã 2 ngày sau lễ an táng của cố diễn viên Mai Phương, người thân, bạn bè và các fan hẳn vẫn chưa thể tin được cô đã ra đi mãi mãi, bởi những hình ảnh đẹp như thiên thần của cô vẫn in sâu trong lòng họ. Là người chị, người bạn cận kề Mai Phương từ khi phát bệnh đến ngày cuối cùng của tang lễ, Úc Thanh Vân vẫn luôn nén nỗi đau, mong lo chu toàn cho người em thân thương được trọn vẹn. Trên trang cá nhân của mình, Úc Thanh Vân vừa chia sẻ lại đoạn clip tập nhảy của mình và Mai Phương khi đàn em còn sinh thời và khỏe mạnh, được MC hết lời khen ngợi của em tài năng. Úc Thanh Vân viết: "Tặng mọi người nè, clip cũ xa lắc từ 2015 chưa bao giờ up. Úc và Phương hay tập nhảy lắm, mỗi lần có show là hai bà chuẩn bị đủ tiết mục lớn. Hát, nhảy múa, MC diễn kịch, lắc vòng múa lửa đu cột chơi tuốt. Nhiều lúc đi diễn cho người ta mà tưởng là show của hai bà luôn. Úc thường hay làm MC và nhận làm bầu show cho các sự kiện của các doanh nghiệp. Tiết mục này là bài nhảy cho sự kiện của một doanh nghiệp lớn ở Quảng Nam. Biên đạo Mến Huỳnh, mỗi lần đi là bà Úc lo hết giày nhảy quần áo. Diễn toàn đồ đôi mới chịu như chăm sóc em bé. Hai chị em là hàng xóm nên thường đêm cho các con ngủ xong là hai bà tập tiếp trong đêm. Hồi đó bố Úc còn sống. Đêm bố hay nói, giờ này vẫn chưa ngủ hả con, vẫn còn múa hả con. Bố Úc hồi đó rất thích Phương, tại em ấy đẹp. Lúc này là đang tập, vừa kịp nhớ bài thôi. Mỗi lần đi diễn xa có mấy anh chị em đồng nghiệp thân đi chung với nhau rất vui. Riêng chuyến đó còn có chị Hồng Vân, Hòa Hiệp, anh Vũ nữa, thương lắm. Sau đó một phần của bài nhảy này Úc có dùng lại trong vở Góc tối Sơ Bích, đóng cùng với Minh Luân, Huỳnh Đông tại sân khấu Phú Nhuận. Cả nhà xem để thấy Mai Phương tài năng ra sao. Động tác bài này cũng đẹp, tập để quay TikTok cũng ok nè. Mọi người thích mai mốt Óc và Mến quay từng đoạn cho các bạn tập nha." Xem đoạn clip ai cũng suýt xoa trước nét đẹp và sự đa tài của Mai Phương. Cô không chỉ hát hay, diễn giỏi mà còn nhảy đẹp. Thế mà người con gái đa tài ấy lại vắng số. Hóa đó bồ công anh theo gió bay mãi không về. Phùng Ngọc Huy nhói lòng khi nghe La Vi hỏi mẹ ngủ bao giờ tỉnh dậy. Hiện tại Phùng Ngọc Huy đang rất sốt ruột, anh cố gắng chờ hết dịch bệnh và xong giấy tờ thì sẽ về Việt Nam đón bé La Vi sang Mỹ. Cách đây ít phút, nữ ca sĩ Đăng Kim đã đăng một status khá dài để chia sẻ về tình trạng hiện tại của Phùng Ngọc Huy cũng như bé La Vi. Theo cô chia sẻ thì hiện tại La Vi không ở với ông bà ngoại mà đang sống với người đã giúp bé từ khi 2 tuổi đến nay. Cô cũng tiết lộ hai bố con vừa nói chuyện FaceTime với nhau. Và câu hỏi ngây thơ của bé La Vi là khi nào mẹ ngủ dậy, khiến ai nghe cũng phải nhói lòng. Đăng Kim cho biết hiện tại chỉ chờ qua mùa dịch bệnh, lo công việc ổn thỏa thì Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam và tìm mọi cách để đón La Vi qua Mỹ. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai và đối xử với bé La Vi cũng không ngoại lệ. Hello cả nhà, em viết lên vài dòng để trả lời cho những anh chị đã thương xót và lo lắng cho bé La Vi. Hiện bé vẫn đang được ở với người giúp bé từ lúc 2 tuổi đến nay. Và mẹ mất rồi thì bé vẫn còn ở đó vì vẫn quen ở đó, hiện không có ở với bà ngoại. Chuyện riêng tư tôi không muốn nhắc nhiều trên đây, tôi chỉ biết Huy vừa gọi về, hai cha con vẫn nói chuyện FaceTime. Cũng như thường lệ mỗi ngày bé luôn muốn nói chuyện với ba Huy. Huy nói La Vi nói, ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy, tôi nghe như xé lòng. Tôi nghĩ mất mẹ và người duy nhất bé cần là ba. Tôi cũng rất mong mọi người sẽ tốt với Huy và bé tạm thời cho qua mùa dịch. Vào Huy xong mọi thứ sẽ về và tìm mọi cách để đón bé qua. Tôi dù không cần biết thế nào với một người nào, tôi cũng sẵn sàng giúp nếu có thể. Bạn nào hiểu về tôi thế nào là chuyện của bạn. Tôi sống thế nào chỉ có lương tâm và những người thân cận tôi hiểu nhất là được. Và tôi cũng không muốn nhìn những hình ảnh của Mai Phương đã mất rồi. Hãy để họ được yên. Không nên tác và gửi vì tất cả tôi đã xem trên báo. Chuyện này xin kết thúc và tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúc cả nhà mạnh khỏe và giữ gìn sức khỏe qua mùa dịch nhé. Đăng Kim đăng status chia sẻ về chuyện của Phùng Ngọc Huy và bé La Vi. Mong anh Huy sớm về đón bé, em vừa đọc được lời bình luận của chồng chị Ốc. Lên tiếng bà ngoại bé cho bé đọc kinh từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, ngày cho uống chỉ 2 hộp sữa.
và ít cho bé tắm gội đầu, nghe đau lòng quá mà không làm gì cho bé được. Nay chị nói vậy cũng mừng phần nào cho bé, mong anh Huy và bé sớm đoàn tụ để bé được lớn lên ở môi trường hoàn thiện. Rất nhiều người mong Phùng Ngọc Huy sớm đón con sang Mỹ. Hình ảnh Mai Phương cuốn kết bên con gái khiến nhiều người nhói lòng. Cô bé ngây thơ chuẩn bị vào lớp 1. Trước đó Đăng Kim cho biết mẹ Phùng Ngọc Huy đến đón bé La Vi nhưng không được đồng ý. Hình ảnh bé La Vi trong đám tang mẹ, đôi mắt trong veo chưa hề biết về sự ra đi của mẹ. Phùng Ngọc Huy hiện tại sống ở Mỹ. Anh đang được cho là yêu ca sĩ Đăng Kim. Trấn Thành mượn bài hát để bày tỏ lòng thương tiếc Mai Phương. Trấn Thành một lần nữa dành sự tưởng nhớ từ tận đáy lòng mình cho cố nghệ sĩ Mai Phương, cô gái bé nhỏ đã chịu nhiều thiệt thôi. Trấn Thành tiếp tục dành một hành động đầy ý nghĩa để tưởng nhớ về cuộc đời hồng nhan bạc phận của Mai Phương. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ đã khiến cho nhiều người ở lại cảm thấy đầy xót thương. Khi mạng xã hội gần như muốn nổ tung với những nguồn tin tức khác nhau xoay quanh gia đình và cuộc sống của Mai Phương những ngày cuối đời, Trấn Thành cũng dành sự quan tâm nhất định, nhưng anh đã dùng một cách khác để bày tỏ nỗi lòng của mình đến cố nghệ sĩ. Bài hát như một lời tạm biệt nữ nghệ sĩ nhỏ bé đáng thương. Trấn Thành dùng bài hát Cánh Hồng Phai để tưởng nhớ về cuộc sống của Mai Phương lúc sinh thời. Nam danh hài đăng tải một clip ca nhạc. Bài hát Cánh Hồng Phai được chính Trấn Thành trình bày. Xuyên suốt bài hát được lồng ghép những hình ảnh Mai Phương lúc còn sinh thời. Cô gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn đã dành hết sức lực của mình cho từng vai diễn. Trấn Thành mượn bài hát để bày tỏ lòng thương tiếc Mai Phương. Từng lời bài hát như kể về cuộc sống éo le của Mai Phương. Từng lời bài hát giống như kể về cuộc sống của Mai Phương trước đây. Nàng như một đóa hồng phai, nhan sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt với một cô gái xinh đẹp như thế. Chương chuyên từ trong chuyện tình cảm đến gia đình cũng khó vẹn tròn, đến cuối cùng vẫn phải nếm trải nhiều nỗi đau. Hình ảnh của Mai Phương được lồng ghép xuyên suốt bài hát. Sự ra đi của Mai Phương mặc dù được báo trước nhưng cũng khiến cho nhiều người cảm thấy đau lòng và hụt hẫng. Vừa qua nữ nghệ sĩ đã về nơi lòng đất, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng những người ở lại. Trấn Thành bày tỏ nỗi lòng trước sự ra đi đột ngột của Mai Phương. Ngay sau khi nhận được tin Mai Phương đã qua đời, nam danh hài ngay lập tức đã thể hiện nỗi lòng của mình đến với nữ nghệ sĩ hồng nhan bạc mệnh. Anh đã viết trên fanpage: cuộc sống này đã chơi một cuộc chơi không công bằng với cô gái bé nhỏ này. Cuộc sống đôi khi sửa ép con người một cách quá đáng. Tôi đang cố ra lại ký ức để nhớ xem Phương bạn tôi hạnh phúc nhất là khi nào, mơ hồ lắm. Vì lần nào gặp, mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn, tay chân thì tất bật vì phải chạy nhiều show, làm nhiều job. Lâu lâu thấy được cổ cười và lần sau gặp lại là thế nào nụ cười ấy cũng được thêm một vẻ mặt trầm ngâm, một đôi mắt mà nhìn vào trong đó chưa bao giờ thấy bình an. Mai Phương đã luôn mỉm cười một cách lạc quan như thế, mặc dù cơn bạo bệnh ngày một phát triển. Trấn Thành còn nhắn nhủ nhiều lời đến cho nữ diễn viên quá cố. Cuộc đời nó chơi không đẹp với bạn, bạn không đấu với nó nữa, nghỉ ngơi Phương nhé, hết đâu rồi. Không đâu nữa đâu, về một nơi mà bạn được thanh thản nhẹ nhàng và sẽ luôn mỉm cười mỗi khi quay đầu lại, thấy được những ánh mắt yêu thương của nhiều người dõi theo, trong đó có tôi. Mặc dù đang trong tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng Trấn Thành bà xã Harigon đã đến và nhìn cố nghệ sĩ lần cuối trước khi cái tên Mai Phương chỉ còn trong tiềm thức. Chồng Ốc Thanh Vân tố mẹ ruột Mai Phương tra tấn bé La Vi, không cho ăn, bắt ngồi cầu nguyện cả ngày. Chồng MC Ốc Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về mẹ ruột của cố diễn viên Mai Phương. Những ngày qua, từ chủ đề Mai Phương bị mẹ ruột tra tấn tinh thần và con gái Mai Phương được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn xã hội. Đặc biệt sau khi đoạn clip mẹ ruột Mai Phương chửi bới xúc phạm cố diễn viên những ngày cuối đời được chia sẻ. Nhiều người cho rằng bà đang có biểu hiện bất ổn về tâm lý hoặc theo môn phái tà đạo nào đó. Dù người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng, nhưng không ít nghệ sĩ như Viu Anh, Quốc Thuận, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã bày tỏ sự lo lắng, hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để con gái Mai Phương tìm được người giám hộ và cuộc sống mới tốt hơn. Như ngọn đuốc thả vào đám cháy lớn, mới đây cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao với dòng bình luận của ông xã Thanh Vân kèm nội dung: bà bắt bé cầu nguyện từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, không cho ăn, chỉ uống 2 hộp sữa, không cho bé tắm và gội đầu nhiều ngày. Dù không nói rõ cụ thể, nhưng theo tình hình hiện tại, nhiều người suy đoán đây là những việc làm mẹ ruột Mai Phương đối xử với cháu ngoại của mình. Lễ hỏa táng của cố diễn viên mẹ ruột Mai Phương tỏ ra thất thần. Khoảnh khắc bé La Vi, con gái Mai Phương nhìn mẹ lần cuối khiến ai nấy không khỏi xót xa. Ốc Thanh Vân không chỉ đồng hành cùng bạn thân trong những ngày
chiến đấu, phát bệnh, mà cô còn đứng ra kêu gọi tìm học bổng đến năm 18 tuổi cho con gái Mai Phương. Hình ảnh Mai Phương bị mẹ ruột chửi bới, tự ý phá bỏ, phác đồ điều trị của bác sĩ đem về nhà chữa ung thư bằng kinh thánh khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Gục ngã trên chiếc xe lăn, nhưng mẹ ruột cô vẫn đứng sát bên để bật kinh thánh nhằm tiêu diệt tế bào ung thư. Phương không thuận với mẹ nên từ nhỏ đã không ở với gia đình mà thường xuyên thay đổi nhà vì không ở được với ông bà. Người ngoài gọi là khắc khẩu, thậm chí khi biết có bầu La Vi bà còn bắt nó uống thuốc chuột vì sợ thiên hạ dị nghị. Thời gian bệnh bà còn mang cháo hư để tủ lạnh cả tuần, ăn xong phải cấp cứu. Đến lúc vào viện, lúc phát hiện bệnh thì người nuôi bệnh là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ đến cho có mặt chứ không giúp gì, từ việc mua đồ ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học đều là hai bạn giúp việc và bạn bè lo. Còn nhớ giúp việc, nhờ bà mua một tô phở thì bà còn ngửa tay ra xin tiền 200k từ giúp việc. Bạn thân lên tiếng về mối quan hệ của Mai Phương và gia đình. Về phía luật sư có tư vấn, nếu mất thì người thân duy nhất là ông bà sẽ nuôi cháu. Tuy nhiên luật sư cũng khẳng định thêm là ba của La Vi nếu về thì hoàn toàn có khả năng giành quyền nuôi con. Nhưng Huy còn kẹt giấy tờ bên Mỹ. Lúc Tết có thông tin đang lo giấy về thì bị dính dịch corona nên các chuyến bay đều hủy không về được. Phương hoàn toàn không có di nguyện để lại con cho ông bà nuôi như lời báo chí đăng tải và cũng không thể hiện điều đó trên di chúc. Điều này phải check lại phía luật sư, xem bản di chúc cuối cùng giữa anh và Mai Phương và bạn bè, người giúp việc gần như không ai được thấy. Người này chia sẻ thêm.